Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay quay cho các bạn xem dạng cái hoa của mình. Có mấy cái này nó ra trái nhưng mà chưa có bọc. Để mình kiểm tra xem có bị chích chưa. À, cái này nằm chắc ngang nè. Cái bự rồi, bự cái này là mà các bạn phải bọc nó lại. Còn không là không ăn được với mấy con ruồi đâu. Rồi, trái này bị hư rồi nè. Này các bạn thấy một cái vết đen ở chỗ này không? Nè. Để mình hái xuống cho các bạn xem liền. Nè. Hư liền đúng không? Này là phải làm liền với mấy con ruồi. Cái nào cho nó bự hết rồi nè. Để hôm nào hái rồi mình sẽ dở cái bọc ra cho các bạn xem. Trái này sẽ nó cong vòng rồi nè. Đây. Đó. Hết rồi đây. Ở đây có một dây mồng tơi. Ủa, trái này đổ tiêu rồi. Ôi, đây có một trái nè. Trái này chắc sống sót giữa với người rồi. Đây nè, hai giây thôi mà trái quá trời luôn các bạn, chỉ có hai giây khô qua thôi mà trái nè lên luôn. Bây giờ mình đi qua mình hái, mình nhổ một cái cây ngò gí vô. Hôm nay mẹ mình nấu cà ri, nhưng mà cà ri tôm thường các bạn ăn cà ri vịt, cà ri ếch nè. Hôm nay mẹ mình nấu cà ri tôm. Hồi sáng mình đi chợ á, mình thấy người ta bán có mấy con tôm mà tôm tôm sông, nên về nấu cà ri ăn. Cộng ngồi ghế vô à, nãy quên nhổ mấy cái này hả? Mấy này để bọc luôn đi, mấy này ăn được hết trơn rồi nè. Rễ không không ăn là nó thì sẽ bị ra bông, ra bông là ăn không được nữa. Bông sen kìa, mấy chú cá lội trong đó kìa. Đó. Hình như là bị ít nước nha. Cái này phải châm nước cho nó mới được. Mấy con này, mấy con nhỏ thì nó không có càng. Đó, có một con lớn có càng nè. Ồ, nó càng bự ghê không? Còn nó quơ kìa. Càng quá trời bự. Ở ngoài giờ có mức rượt nè, bị ung thư đó. Ung thư? Ừ, củ phai giờ cũng bị nè. Củ phai bị ung thư. Đó đó. Cái này là phai môn. Nó nằm, ủa cái da nó ngoài mức rượt nha. Bị ung thư đó. Thư đó. Chẻ này ra chiên. Mẹ chiên á là mẹ biết chi không? Chi. Hả, mẹ thôi nấu rồi, mẹ hỏi nhờ hỏi lại con. Cho nó đừng có bị gã, đừng có bị nhái ra, nó còn nguyên, nó không có bị lên. Đó là mẹ thôi nấu, mẹ hỏi ngược lại con. Tại vì con hỏi rồi, cái tự nhiên cái con hỏi vậy, cái mẹ con hỏi là chi nữa. Vậy. À, lưu nằm phơi nắng. Hả? Lưu nằm phơi nắng. Nhìn ra ngoài bờ mương, nhìn ngoái ra. Trời ơi, bữa nay không nắng lên nó phơi ba đồ xuống đây. Nó hôi. Bông súng nó lên ra. Lông hổi luôn rồi nè. Trời ơi, lông hổi luôn rồi mà. Lạnh nó mà phơi nắng. Thì nó phơi nắng mà. Sang chảnh không? Không ra cho nó mưa quá ỉ ồn mà. Bữa nay có nắng. Ừ. Nằm chéo tay. Rất chán. Nhìn mặt nó kìa. Mày lớn gì nè. Đây hả mẹ? Ừ, nó thiệt luôn á. Hồi đó con còn nhỏ nhỏ.
giờ mẹ mới kiếm con tôm không ra. Giờ kiếm con tôm không ra. Cái này con nó nhiêu ký? 400.000 ký. Là con này nhiêu tiền? Con nó 400 đó, con nó 72.000. 72.000. Ăn có cái này không? Ăn cái. Con mua tôm con đừng mua càng xanh. Mua cỡ này nè, nè. Cỡ này là ăn luôn hết luôn mấy này. Ủa rồi con bự mày cũng ăn được vậy? Không, cái đầu đâu coi chứ đầu không có gì chứ. Đầu luôn. Nè, cái này ba con nhỏ này là ba nó tao bán 300.000. Này hết nhiêu tiền? 300.000 một ký. Con bự này nó 400.000. Tổng cộng này hết 175.000. 65.000. Đang để khúc rửa cho sạch, chà cho sạch để khúc. Đó. Con làm con bự nhất đó. Đó chưa hết tầng hẳn. À, rồi cái mẹ cắt cái bỏ cái này nè. Tại vì nó gông. Đúng không? À, để nguyên vậy đi. Như đó là cũng được là thịt không đó mẹ. Ừ. Nè. Con tôm là lột nè. Tôm lột mấy này ngon quá, thấy sạch sẽ quá. Trắng phơi phới luôn. Nhưng mà cũng phải cắt. Tôm lột mà. Cái đâu để được. Được. Mà gọng này hết luôn nè. Ôi nhìn trắng tươi hả mẹ. Ừ, tôm này sạch nè. Tôm này công nhận. Tôm này ở chỗ cái mương sạch. Ở ngoài sông bự á. Ở sông bự á. Mồi đó đó. Rồi xong. Ghê chưa? Hồi đó mẹ phái mẹ đi mò với cái Lâm Đồng á. Đi với sông á. Cũng có lụm được tôm mà tôm nhỏ hơn nãy chút. Mấy con tôm nó chắc nó mẹ có kiểm tra không? Chắc nó bị đuôi. Để mẹ bắt dính là nó chắc nó cũng bị cân nặng hay gì. Hết khối nè tư. Con này nè mẹ thấy lột chứ mẹ thấy lột ra mẹ. Lột. Cứng quá. Cứng quá. Rồi cái này nó dơ nữa nè, mẹ phải tỉa. Con này có gạch nè mẹ. Thì gạch nè, gạch khối nè. Ủa gạch là con đực con cái gì cũng có hả mẹ? Ừ. Gạch con nào cũng có, nhưng mà cái gạch khối, cái con là nó gạch khối, con là gạch bình thường. Gạch khối là ngon, lúc nào cũng mua tôm là mua là gạch khối là ngon. Này phải lột cho hết. Còn tôm mà già hơn mẹ không phải lột. Nhưng mà cái sông Cầu Dĩ là có thể câu, hồi đó cha con đi câu tôm lớn. Trời đất ơi, một con tôm con ta la quăng vậy nè. Cái ông níu lên nha, cái mẹ kêu để mẹ vớt cho. Nhưng mà trời đất ơi mê, mẹ để sẵn xuống nó bùng chạch, ổng bơi xuồng về luôn. Ông quả ổng bơi xuồng về luôn. Thấy ham. Mẹ mê. Rồi ổng bơi xuồng về luôn. Ổng không nói năng lần. bẻ ăn câu nghỉ luôn. Nghỉ và không có bẻ ăn câu, về bơi xuồng về nghỉ không nói tiếng nào. Cũng bực lắm rồi. Không mà mẹ tiếp cũng chết nha. Để con coi thế nào, mê mà. Tao không vớt, ta câu lên tay lấy cái đồ giật ta vớt. Đạp. Ổng kêu để đừng. Thì mẹ mê. Ngồi đó mẹ mê. Đấy, vớt liền. Khi nào nè, ví dụ như cái lưỡi câu vậy nha. Cái con phải để thấy mẹ thấy ổng để vậy nè, hạ xuống gì tới còn mẹ sẵn bạch xuống cái. Nó tiêu. Bung. Ừ, nó bung, nó hồn nó bung. Đó mẹ tôi đi theo cả ông câu nữa, ta ngát nữa. Con tôm này là quá già phải lột, còn tôm này nó còn được, coi như là nó cỡ cái này nó còn cỡ hai mấy 30 à. Thành ra phải để. Đó, con này cỡ nhỏ nhỏ nữa. Con này thì nó phân nửa rồi, phải lột. Con này phân nửa của con đó. Là hai con lột, hai con để. À đó đó. Đẹp không? Giờ cái mẹ mằn giòn thấy mê không? Cái gì nào cũng vậy. Giò dài ngồi cái chân nó lên tới lên đầu luôn. Đây đó. Siêu mẫu là vậy đó con. Khó được vậy đó. Mẫu hậu. Thì bây giờ là mẫu hậu rồi. Không bây giờ mẹ đi mà mẫu hậu được. Được. Người ta thi qua hậu mà thi mẫu hậu à. Ừ. Sáng này mà con này mẹ để khúc khúc vô khúc khúc
Con này bầm đã cháy vàng rồi mới để đồ vô nấu. Hôm nay mình nấu cà ri tôm. Kìa, cá kìa. Cá đi hồng nổi kìa. Rồi, bơ tiêu rồi, rồi mất cỡ rồi. Cái anh đành chăn lâu ngủ nè. Gói giò, gói đầu. Người ta gói đầu này, gói càm. Không biết chừng nào mà mấy cái dừa mình có trái rồi. Hai năm nữa. Đi ra cái hái vô, tới làm gì ra hái vô. Vậy có con vợ con cây có trái kìa. Cây trái thì sao hái được. Cây đó mà chết. Cây đó mà hái, mỗi lần hái cái giãn hán luôn. Giờ mẹ ướp vô xương miếng muối nha, miếng bột ngọt cho nó đậm đà, rồi để đó một chút xíu cái mình chiên xương lại rồi nấu đó. Ít ít thôi, xương khò luôn. Cái này á mình chiên sơ sơ qua cho dầu cho nó thơm tôm lên. Nó đỏ con tôm lên. Đó đó. Đã lắm. Mày lộn tôm. Ôi thịt không mẹ. Tới nè, trời ơi giờ nè thấy lâu ca thấy hấp dẫn rồi. Đó. Ngày gái 18 à. Lúc mà để còn tôm là cái 81 không? Ờ 81. Giờ mình lột ra rồi thấy ngon không? Đây là nước cốt. Nước cốt dảo và nước cốt nhất. Đây bên kia là nước cốt nhất. Nước cốt dảo. Và bên kia là ăn lưu đang ngủ. Ông trời ông có lầu chùm mền nữa kìa. Mình chiên sơ phai môn nó các bạn. Cho nó mình nấu nó không có bị gã. Rồi mình chiên xương vậy rồi mình gấp ra. Gấp ra cái chiên tôm cái nữa. Mẹ chú cầm rồi đũa. Tôm. Chưa nước lại. Đó, vậy đó, xương vậy cho nó thơm vậy thôi, rồi gấp ra. Lát mình nấu tiếp. Rồi. Công nhận em gái 18. Tính ra mấy con cá, dì Trúc mua mấy con cá này là đúng luôn nè mẹ. Nổi đẹp nè. Ăn thịt lại ngon nữa. Chứ hôm trước bữa mình mua cá chép là sai bài. Sai ha. Sai sách dở. Cái này là mẹ bầm nè, xả nè, tỏi nè, ớt trong này nè. Cái này là nấu ít cho nên mình lấy cái nồi nhỏ. Đó đó. Ớt nhật nồng rồi tướng ơi. Tôm, tôm mày để vỏ nó đỏ đẹp. Còn tại con này. Không, con thấy con này là biết sao mà nó già quá. Ừ, để già không có. Để vỏ nó đẹp. Hiểu không? Để vỏ nó vàng đẹp á. Vàng tỏi mỡ hành rồi mỡ xả rồi giờ mình để nước dảo vô nè. Nước cốt là nước cốt dảo. Ừ. Đó, chưa cần lại. Chưa cần lại. Rồi. Cái mẹ để cái này vô luôn nè. Tại vì cái bầm mà mình cháy rồi, cái này là mình không có cháy. Mình để vô cho nó thơm. Nó bừng lên cái mẹ vớt cái nước dảo nó sôi cốt lên đó. Ra ngoài tô nước cốt mình cho nó đừng bị gắt dầu quá. Rồi chừng nào rồi cái mình mới để này vô. Để cái cốt nhất vô lại. Ừ. Mẹ mà nấu đậu mà để gói bánh ít đó là ưng ý luôn. Nhiều năm mà chưa nấu rồi mà. À, tới chừng nào có ai dịp à. Không biết cái này là từ di truyền của ai không? Của mẹ, của bà ngoại. Ngoại chị.
với bà hai. Rồi giờ nước sôi rồi giờ mà để cái phai này vô, tại vì biết không, phai này nó lâu mềm hơn cá, ổ tôm nó mau chín, mà để vô cho nó mềm rồi để tôm vô. Đâu phải là dịch rồi con phải ướp vô trước, còn này vậy đâu có gì đâu, con để nước vô quậy để vô à, không có gì chứ. Giờ bắt đầu để một cái vô ha. Đó. Đâu có gì đâu mà con sợ. Đâu phải thịt đâu mà con ướp sẵn. Được rồi đó. Được rồi đó. Được rồi đó, miệng được, được nhớ tay nhưng mà vẫn để vô đó, nữa. Rồi đó. Màu vàng ngát luôn. Mẹ thấy đường vô. Cái ghi là phải ngọt. À. Cái ghi phải ngọt. Bánh là phải ngọt. Cái khô là phải mặn. Khô lạc là phải lạc đó mà. Tại vì á, bây giờ mẹ đi rừng cái này là nó có bột ngọt với muối, cái muối nãy rồi mẹ không có để muối nữa, chỉ để đường vô thôi. À. Hồi mình mới nêm lại ha. À đúng rồi, để cái đó vô rồi mẹ mới nêm lại. Rồi bắt đầu mẹ mềm phai rồi đó, mẹ để tôm vô cho nó thấm. Bể gạch rồi mẹ. Bể rồi. Ôi nhìn cái tim đã không? Tại vì bên này có dầu rồi, không có để vô nữa. Nè, trời ơi, công nhận thiệt chứ. Tôm đỏ, tôm đỏ. Lột cái vẫn đỏ đâu, mẹ. Đâu cái con đó đâu lột đây, còn lột mà. Tự nó còn lột đỏ. Rồi, tàu mẹ để nước cốt vô nha. Là xong luôn đó. Cho sôi bừng lên để nước cốt vô, tắt lửa. Nước cốt nhất. Rồi, tắt lửa. Là nó không có bồng con. Nó không gắt dầu. Không gắt dầu, thì bồng con tất nhiên phải gắt dầu á. Ừ. Các bạn thấy con tôm đỏ kìa chưa? Ừ. Rồi, bây giờ là chuẩn bị thưởng thức tokagi của mẹ nấu. Mẹ phải để lên nó mới thấy được con tôm. Bởi vậy. Móc lên. Móc lên. Để phai ở dưới. Chào mọi người. Hôm nay mẹ con mình kari tôm. Mẹ con mình kari tôm. Ừ. À, ăn với bánh mì, không ăn cơm. Mời mọi người dùng với gia đình mẹ con mình nha. Rồi. Nắng chanh vô. Đây. Nêm cho muối tiêu. Đó. Không, mẹ nêm trước ha. Công nhận mẹ để muối cái gì xong rồi hồi ướp á là vừa luôn, mẹ không thêm muối chỉ luôn có cả hồng, chỉ có thêm đường à, tại vì nãy mình đâu có để đường. Tôm của mẹ lột kìa. Đây mẹ thưởng thức con tôm này coi. Thịt không mẹ con này. Ừ. Ngon quá. Tôm mình nấu cà ri hả? Ừ. À. Đâu có món lạ. Ngò gí. Đây, ăn chanh vào. Muối tiêu, muối ớt là mình phải ăn chanh nhiều. Nó không có bị mặn. Trời nắng á, trời ơi ơi, trời ơi ơi, trời nắng. Mày thấy mấy con cá với gà, ở với gà đá không? Ôi ui, cái nực quá trời tớ. Đây, mình thưởng thức, tới mình thưởng thức nha. Bắt đầu thưởng thức nước trước đi. Không có, mẹ thưởng thức nồi ghi trước. Đúng, cái một cà ghi là con thái thích ăn cà ghi là ăn, mẹ biết ăn cái gì không? Cái gì? Nước. Ừ. Nước cà ri nó ngọt mà nó béo. Nó thơm. Không biết làm những chăn cơm ăn là ngon. Con chăn cơm, chăn bánh mì, chăn bún cũng được. Dạ, mẹ mới chăn cơm. Đây, cắt con tôm nhỏ thôi. Tôm này tôm lột nè các bạn. Chấm vào muối ớt.
thịt con tôm nó ngọt á. Tôm như tôm, do tôm mình tôm sông nè. Thịt nó ngọt mà nó dai. Đó đó. Rất là đã. Tôm nuôi á bụng. Thịt nó không có dai bằng. Ừ. Ăn đúng giờ đúng buổi luôn. Mẹ thích cá giò thiệt. Ăn thấy nó vui vui. Mình mua tôm xong đoạn ngay mua ngay tôm lọc không nè. Ừ. Ngon. Hình trắng trẻo. Sạch sẽ. Cái kia bạn thấy người ta nấu ấy không? Cái gì? Khoai mì mà ta dắt cái nè. Cũng ngon á. Cũng ngon nữa. Ngon. Có mài. Mài ra con dắt con mài ra con dắt cho gáo. Cái nước là con để nó lắng cái bột nó làm xuống, cái chế cái nước mũ nó bỏ. Rồi xong rồi con vé cái nó lắng xuống đó, cái bột á để chế vô cái mì nhồi trở lại. Lần đầu cái con ướp miếng đường, miếng bột ngọt, miếng tiêu vô. Muối không? Muối muối. Bắt đầu giò. Ngon lắm. Đó mày hấp hả? Ừ. Hấp hả? Mày hấp hả? Mày để vô luôn. Hấp. Hấp rồi mày để vô. Ăn nó dẻo dẻo ngon. Nó không có bị lợn. Nước lớn đấy, nước khác rồi mình đã hả? Ừ. Đó, bự ghê không? Có con bự. Ăn cơm quay xuống mặt quay về bên cá nó vui. Quên. Chấm ớt. Mẹ mốt à. Mẹ lấy chuối á. Cái mẹ câu mẹ cột cho cái con dây. Do cái giỏ đang thì mình nuôi con dây đừng có lưỡi nha. Câu giải trí. Rồi câu cái giải trí luôn nè. Lôi nó từ từ vô ạ. À? Nó ngậm vô cái lôi từ từ vô. Không á mà giật lên nữa. Có hôm mẹ đi lên trên nội gì chút đó. Cá giò 4 kg. Ồ quá trời luôn. Cá da bự dày lắm. Bắt mặn hay là sao đó? Bắt mặn. Nuôi ao sạch như mình vậy đó. Cá là bự luôn. Thật thường ta nuôi cá giò chung với cá được. Ừ. Đâu phải lấy một câu là đâu được. Vì lần bự á, cái con quấn vô cái cây, cái chai. Bắt đầu cái con móc người ta chảnh hết, lấy nắng ngồi vô, chuối á, thấy tét luôn hả. Bắt đầu đi dài, dài, dài vô. Đâu chịu nổi, không cây nào chịu nổi nữa. Thám lên nhà bạn, con câu nó vô, giật cái kén câu luôn. Rồi bự đâu có ai được. Thả con thông á. Đi lòng á. Mà cá nó cũng nhỏ chứ không bự, cá nó nói chuyện tại cái con câu cũng nhỏ. Rồi bữa cơm mình xong rồi. À, chào mọi người, cảm ơn mọi người coi video của mẹ con mình nha. Cảm ơn rất nhiều. Mỗi lần mà nói cái video kìa mà cười. Cái nó cười.
video. 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 Kêu gì coi hay không? Ken kêu đúng là video. Đúng à? Video, nhưng mà mình đọc video mà mình đọc nhanh á, hiểu video. 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 Video mà đọc lướt qua đô thành thành đô. Ô. IO mà đọc lướt qua là thành âm ô. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của hai mẹ con mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.